trang bị on hay tạo tác mới có lẽ là một trong những điểm đáng chú ý nhất bảng 14.9. Ta có tổng cộng 20 trang bị tạo tác mới với tác dụng khác nhau. Phần lớn người chơi sẽ đều phải học lại và trải nghiệm để lựa chọn trang bị phù hợp với từng trận và đội hình. Vậy các thách đấu đánh giá thế nào với các trang bị on? Cùng XTV tìm hiểu xếp hạng của Lê Chuyên, tuyển thủ vô địch giải Đông Nam Á gần nhất và được nhiều người đồng tình nhé! Bùa thăng hoa Tier God S+. Một trong các trang bị on lỗi và mạnh mẽ nhất chắc chắn không thể bỏ qua bùa thăng hoa, cho chủ sở hữu các chỉ số AD, AP, máu cùng nội tại vô cùng bá đạo. Sau 18 giây sẽ tăng 100% máu tối đa và 150% sát thương đến hết giao tranh. Nó giống như một phiên bản của thăng hoa nhưng mạnh mẽ hơn nhiều vậy. Carry cận chiến hay tay dài đều tận dụng tốt bùa thăng hoa. Tuy nhiên, ưu tiên hiện tại của nhiều người đang là Silas Carry, Na, Ashe, Bat, Kobuko X2 máu và Yorick giã hấp huyết cũng rất bá đạo. Đá hắc hóa, hạng B là trang bị khá cơ bản khi cho AP cùng khả năng giảm kháng phép kẻ địch mỗi khi gây sát thương phép. Dù mỗi lần chỉ giảm 3 thôi, nhưng khi stack lại thì không nhỏ chút nào. Đồng thời, khi kẻ địch không còn kháng phép, chủ sở hữu sẽ được tăng 5 mana. Vì vậy, nó sẽ phù hợp với các tướng có thể gây sát thương phép liên tục và đa mục tiêu. Ví dụ, Teemo, Morgana hay Sinva đều rất tốt. Ngoài ra, có thể kết hợp với hình xăm độc dược, cũng giúp tối ưu khả năng giảm kháng và tăng mana. Huyết trượng tha hóa, hạng D. Đây đang là trang bị on mà Lê Chuyên và các tuyển thủ đánh giá thấp nhất. Cho chủ sở hữu 50% tốc đánh và đòn đánh gây thêm sát thương vật lý bằng 50%, đồng thời hồi phục theo một phần sát thương gây ra. Tuy nhiên, chủ sở hữu sẽ không còn khả năng tăng mana và tung chiêu nữa. Ở mùa 11, gần như không tướng nào có thể tận dụng trang bị này, thậm chí kể cả Bát đi chăng nữa, các kỹ năng vẫn vô cùng quan trọng. Maybe Irelia, Tristana và Kayn sẽ phần nào tận dụng được nếu tháo lắp mỗi round. Nhưng thực sự, huyết trượng tha hóa không phù hợp với mùa giải hiện tại. Hỏa tiễn xương cá, hạng B, cho 30 AD và 30% tốc đánh. Nội tại còn cho phép chủ sở hữu tăng gấp đôi tầm đánh, nhưng mỗi đòn đánh sẽ nhắm vào một kẻ địch ngẫu nhiên. Cơ chế nghe có vẻ thú vị, nhưng chẳng carry nào muốn sát thương của mình bị chia ra để đối thủ có thời gian hồi phục và phản đòn cả. Lựa chọn tốt nhất có lẽ là các tướng có khả năng dùng chiêu tốt vào các mục tiêu hiện tại. Ví dụ, ta có thể dùng Lissandra, úp carry địch và ấm trà chẳng hạn. Volibear hay một số tướng vật lý Bluetooth carry on. Nhưng hỏa tiễn xương cá cũng chỉ xếp hạng B mà thôi. Áo choàng mờ ám, hạng A là một trang bị flex khi gia tăng máu và tốc đánh, kèm khả năng phân ra 3 bản sao khi dưới 50% máu. Mỗi bản sao có 33% máu. Áo choàng mờ ám sẽ như một bản nâng cấp của gương lửa gạt khi các bản sao sẽ mạnh như bản chính và có thể dùng chiêu. Chỉ là máu tối đa còn có 1/3 nên hơi tí hon thôi. Vì vậy có thể flex tốt với các carry và cả chống chịu trong meta. 3 Lissandra, 3 on độc đồ là lựa chọn thú vị bạn nên thử. Găng đấu sĩ, hạng A. Tiếp tục là một trang bị thuần tốc đánh nữa. Nội tại gần giống nâng cấp nhỏ mà có võ, khi thu nhỏ chủ sở hữu, tăng tốc chạy, giảm 20 sát thương nhận vào và miễn nhiễm với băng giá, hiệu ứng giảm tốc đánh. Găng đấu sĩ sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các carry cận chiến và tận dụng tốt tốc đánh như Volibear, Kayn, Lee Sin, Udyr. Và các tướng vừa kể trên đều đang là các lựa chọn ổn trong meta. Kính nhắm ma pháp, hạng A là trang bị cho khá nhiều chỉ số nhưng thiên về chống chịu với máu, mana, giáp, kháng phép. Khi làm choáng kẻ địch sẽ triệu hồi sấm sét tấn công, gây sát thương phép bằng 30% máu tối đa của chúng. Nghe thôi đã biết nó hợp với các tướng có choáng và khống chế liên tục rồi. Lựa chọn tốt nhất đang được nhiều người ưu tiên về kính nhắm
là Volibear và hình xăm sức mạnh, Lux, Nautilus, Ngộ Không, và đặc biệt, Lysandra cũng là lựa chọn tình huống tốt để flex với kính nhắm. Áo choàng diệt vong, hạng C, là trang bị chống chịu cho chủ sở hữu 40 giáp và 400 máu, sẽ gây sát thương bằng 100% giá trị lá chắn ban đầu của chủ sở hữu lên kẻ địch gần nhất khi lớp lá chắn đó bị phá. Một trang bị khá cơ bản và sẽ hợp với các chống chịu có lá chắn như On và Thresh hay kết hợp với Janna. Một lối chơi nữa là kết hợp với Vương Miện, nhưng đây không phải một đồ thủ tốt và dễ sở hữu. Cùng việc các chống chịu lá chắn không quá tín trong meta nếu so với các tướng năm vàng Galio, Annie nên chỉ xếp hạng C thôi. Đại Bác Liên Thanh, hạng B. Món này có lẽ không còn gì lạ lẫm. Khi trở thành trang bị tạo tác, Đại Bác sẽ cho 50% tốc đánh, cộng 1 tầm đánh mặc định và cộng 1 tầm mỗi khi hạ gục kẻ địch. Quiana đang là tướng cầm Đại Bác trái nhất với lối chơi carry 3 sao. Ngoài ra, các tướng vật lý 4 vàng 5 vàng như Ash, Kai'Sa, Lee Sin cũng cầm khá tốt nên tạm thời sẽ xếp hạng B. Có lẽ các tướng kết hợp tốt hơn với Đại Bác sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Dây chuyền tự lực, hạng A, là trang bị khá mới lạ khi cho chỉ số máu và mana, hồi 2% tổng mana mỗi khi bị trúng một đòn đánh. Mỗi lần thi triển kỹ năng, hồi 20% máu tối đa trong 3 giây. Một trang bị chống chịu khá ổn và có thể kết hợp với đa dạng tướng trong meta như Annie, Silas, On, Galio, Amumu. Khả năng hồi phục sau khi thi triển kỹ năng giúp các tướng này có quay tốt hơn nhiều, nên xếp hạng A cũng không sai chút nào. Bão tố Luden, hạng B, là trang bị thuần sát thương khi gia tăng cả AD và AP cho chủ sở hữu. Nội tại trang bị sẽ gây thêm 100% sát thương phép, cộng 100 sát thương lên các kẻ địch xung quanh. Đọc thì hơi lú, nhưng về cơ bản, đây là một trang bị mạnh đầu trận và kết hợp tốt với đa dạng carry, đặc biệt là các tướng phép như Sinva, Lilia, Morgana, Azir. Chùy Bạch Ngân, hạng B, gia tăng các chỉ số giáp kháng phép và 165% AD cho chủ sở hữu. Nội tại trang bị cho chủ sở hữu miễn nhiễm hiệu ứng choáng và đòn đánh sẽ làm choáng kẻ địch trong 0,8 giây. Tuy nhiên, tốc đánh chỉ được cố định ở 0.5 mà thôi. Đương nhiên, nó sẽ phù hợp với các tướng vừa tranh vừa gây sát thương tốt như Seth, Ngộ Không, Lee Sin, Silas, nhưng không được các tuyển thủ đánh giá cao lắm vì khá dưỡng sinh. Kết hợp với kính nhắm ma pháp thì được. Móng vuốt ám muội, hạng C, là trang bị dành cho các tướng vật lý khi gia tăng AD và tỷ lệ chí mạng. Nội tại giúp chủ sở hữu loại bỏ hiệu ứng bất lợi và lướt đến kẻ địch xa nhất trong 4 tầm sau khi hạ gục mục tiêu. Đồng thời, hai đòn đánh tiếp theo gây thêm 60% sát thương chí mạng. Móng vuốt ám muội sẽ hợp với các tướng cận chiến thiên hướng sát thủ như Kain, Lee Sin, Silas, Ngộ Không, Udyr. Tuy nhiên, ta buộc phải hạ gục mục tiêu để kích trang bị và không nên xếp cùng hướng với tranh chính của địch. Độ đột biến của trang bị là khá lớn, nhưng đôi khi cũng khá đần nếu không kết liễu được ai và nhảy linh tinh. Kiếm cong, hạng A, là trang bị từng xuất hiện và giờ đã trở lại với khả năng giảm cấp sao của tướng địch. Kiếm cong sẽ gia tăng chỉ số tốc đánh, kháng phép và đòn đánh sẽ giảm máu tối đa của mục tiêu đi 3%. 13 đòn đánh lên cùng mục tiêu sẽ giảm cấp sao của chúng đi 1. Đương nhiên, kiếm cong sẽ hợp với các tướng có tốc đánh lớn và ưu tiên cuồng đao như Bat, Ash, Ire. Đây sẽ là một lựa chọn tình huống tốt, khắc chế cứng các team 4 vàng 3 sao và có dàn chống chịu mạnh mẽ như Amumu hay Thresh 3 sao. Khả năng giảm sao luôn giá trị nên có thể xếp hạng A. Gươm biến ảnh, hạng C, là trang bị dành cho các tướng vật lý khi tăng AD và tỷ lệ chí mạng.
Nội tại trang bị sẽ dịch chuyển chủ sở hữu đến ô đối xứng trên bản đồ của đối thủ khi bắt đầu giao tranh. Sau 8 giây, chủ sở hữu sẽ trở lại vị trí ban đầu. Nếu vị trí đó đã có địch thì sẽ dịch chuyển xung quanh vị trí đó. Thực sự, đây là một trang bị tương đối thú vị khi cho phép tiếp cận kẻ địch nhanh gọn. Suy nghĩ của nhiều người có lẽ sẽ là dịch chuyển các tướng cận chiến sát thủ như Kain, Lee Sin, Silas, Ngộ Không ra sau để ám sát. Đây có lẽ cũng là lối chơi hiệu quả nhất. Nhưng vì các tướng kể trên không còn quá phổ biến trong meta và thường cũng phải đến cuối game mới tận dụng được, nên trang bị sẽ xếp hạng C. Đao tím, hạng A. Giống Liên Minh, đao tím trong đấu chân chân lý cũng cho các chỉ số tốc đánh và kháng phép. Nội tại giúp đòn đánh gây thêm 42-100 sát thương phép, tăng theo giai đoạn. Đồng thời, hồi máu cho chủ sở hữu bằng 35% tổng sát thương phép gây ra. Đây sẽ là một trang bị có khả năng carry tốt và phách được với đa dạng tướng trong meta. Đương nhiên, các tướng sát thương hỗn hợp như Bat sẽ tận dụng tốt nhất. Nhưng những Ash, Silas, Lissandra cũng là lựa chọn bạn có thể hướng tới. Thậm chí là các carry vật lý. Vì vậy, hạng A xứng đáng với đao tím. Dị vật tai ương, hạng B. Là trang bị thuần chống chịu, khi tăng máu, giáp, kháng phép, tác dụng sẽ là chuyển 50% giá trị lá chắn sang máu tối đa. Vì vậy, dị vật tai ương sẽ hợp với các chống chịu có khả năng tạo lá chắn như Tam Kench, Thresh, On. Và đương nhiên, khi chuyển thành máu tối đa sẽ giá trị hơn rất nhiều. Dị vật cũng có thể kết hợp với vương miện hoàng gia và Janna để trở thành một chống chịu cực xịn như áo choàng diệt vong vậy. Kiếm tai ương, hạng B. Kiếm tai ương trong đấu chân chân lý sẽ tăng AP và mana. Giống Liên Minh, trang bị cho chủ sở hữu một đòn đánh cường hóa sau khi dùng chiêu, gây thêm 180-380 sát thương. Đương nhiên, nó sẽ hợp với các tướng AP có khả năng dùng chiêu liên tục kết hợp đòn đánh. Nổi bật có thể kể đến Kog'Maw, Sinva, Kinvet, Lilia đều tận dụng rất tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên kết hợp combo trang bị là bùa xanh hoặc Sojin cùng Nashor để tối đa sức mạnh kiếm tai ương. Giúp sát thương của carry dù có dùng chiêu hay không cũng cực kỳ lớn và liên tục. Huy hiệu Thánh Khiên, hạng A. Là trang bị tương đối mạnh về chống chịu khi cho thêm 50 giáp kháng phép. Tác dụng của trang bị sẽ kích hoạt mỗi 3 giây, tạo lá chắn cho đồng minh có phần trăm máu thấp nhất. Giá trị lá chắn bằng 50% tổng giáp và kháng phép của chủ sở hữu. Khi bị hạ gục, trao lá chắn này cho tất cả đồng minh. Có thể thấy, huy hiệu Thánh Khiên là món chống chịu mạnh và kết hợp tốt với đội hình có nhiều tướng chống chịu chính phụ. Càng nhiều chỉ số giáp kháng phép, lượng lá chắn tạo ra càng lớn. Vì thế, ta nên ưu tiên cho các chống chịu chính trong đội. Huy hiệu Thánh Khiên chắc chắn cũng kết hợp tốt với những khiên băng Raduin, Thiên Cung hay nhiều nâng cấp gia tăng chống chịu cho cả team, cũng như các trang bị chống chịu thuần. Giáp tay Seeker, hạng B. Cuối cùng, ta có giáp tay Seeker, gia tăng AP, giáp và kháng phép. Khi tham gia hạ gục, sẽ tăng 10 AP, giáp kháng phép cho chủ sở hữu, tăng lên thành 15 nếu ra đòn hạ gục. Chỉ cần đọc qua là biết, đây là trang bị dành cho các tướng AP và chống chịu có khả năng carry. Cơ chế stack dễ hiểu, khi càng tham gia hoặc hạ gục kẻ địch thì càng mạnh. Các tướng có lẽ không thể bỏ qua giáp tay chính là Silas và Annie, đâu đó là cả Udyr kèm một số chống chịu, hoặc Lissandra nữa, một trang bị tạm ổn trong meta. Hy vọng bảng xếp hạng này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về các trang bị tạo tác mới. Chúc bạn sẽ luôn chọn được món đồ phù hợp với mình. Với bạn thích trang bị nào nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!